Buổi sáng, bé Lan đứng nhìn về phía mặt trời mọc, hỏi bên tay phải của bé Lan là hướng gì? Mặt trời mọc ở hướng đông. Colos DHA cộng, thông minh sáng trí, đề kháng khỏe. Thì bên tay phải phải là hướng tây. Không lẽ hướng bắc, đông, à không lẽ hướng nam ta? Hướng bắc à? Hướng đông, ở hướng nam. Trời ơi. Vậy là hướng nam. Trời. Vậy là tay phải là hướng nam rồi. Chính xác. Ủa đưa tới đây thôi hả? Đến đấy thôi chị ơi. Thần Thỏ hãy đưa chị Dạ lên trên đi ạ. Thu non đi bé ơi. Thu non đi bé ơi. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Bé ơi, thu non đi bé ơi. Sao chị không tin chồng mình vậy chị? 10 câu à? Bộ câu hỏi hôm nay chắc có 20 câu phải không? Anh hay bỏ qua lắm chị ơi. Cái chip bell ở đâu? Không cả. Là chị sợ chị lên cao quá chị xuống đột ngột. Trời. Chị sợ độ cao quá. Chương trình sẽ chịu ý em, cho em thách chụm chụm thôi. Một chú heo rất quyến rũ, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của mọi người. Thì hỏi đó là heo gì? Heo gì mà lạ lùng vậy? Mà cái chú heo này rất quyến rũ nha chị. Heo. Đó là con heo đất. Heo hút, heo hút. Chính xác. Nhưng mà tôi đã nghe được những cái sự nhắc nhở đâu có ăn của khán giả rất to là cứ hút hút đâu hút có. Hút ở đằng sau. Tôi đã nghe thấy cái tai bên tay phải của chị Dạ hơi nhảnh lên một chút khi mà khán giả hút hút. Nhầm rồi. Bạn An thấy bà ngoại đứng nhìn ra ngoài sân và hát là ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió, thì hỏi bà ngoại của An đang hát về ai? Là ban ngày hay ban đêm? Chứ ban đêm mà đứng ngay bóng dừa mà tóc dài bay trong gió là sợ nha. Lại là An hả? À câu hỏi là gì em? Bà ngoại của An đang hát về ai? Bà ngoại của An đang hát gì? Một người nào đó trong bài hát thôi chứ dính gì đâu. An khoan ra nói lại coi câu hỏi là gì? An đứng bên cây dừa hả? Ai đứng như bóng dừa tóc không, dài câu hỏi trong gió. Đầu nói tới An á. Là An thấy bà ngoại đứng nhìn ra ngoài sân và hát ai đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió, thì hỏi là bà ngoại của An đang hát về ai? Đang hát về ai đâu? Hát về bài hát thôi chứ. Chưa chính xác. Sự giá trị của anh chơi quà. Chứ câu trả lời là gì? Đó chính là cô gái Bến Tre. Hay quá vậy ta, vậy mà thấy chưa? Quá bất ngờ. Bởi vậy 10 câu là vậy đó. Chị Lâm Vĩ Dạ này vào quán nước và gọi cho tôi một ly cà phê kem đá xay pha trà xanh trộn nước cốt dừa. Bỏ thêm 2 cái bánh lăn và 10 viên trân châu phô mai tươi cỡ lớn. Thì hỏi chị Dạ có hết mập nổi không? Có thiệt là câu hỏi trong chương trình không em? Chị kêu một cái ly như vậy đó hả? Thì có hết mập nổi không? Làm sao mà kêu một cái ly như vậy mà hết mập được em? Bao nhiêu cholesterol trong đó? Ok, chúng ta sẽ đến với câu hỏi thật ạ. Vậy chị Dạ đã gọi bao nhiêu món? Em đọc lại. Hỏi là chị Dạ đã gọi bao nhiêu món? Chị gọi một ly cà phê và rất nhiều topping. Ok, chính xác. Yeah. Không ấy đứng yên luôn được không? Chứ nó lên nó xuống hoài mệt. Hoa mắt hả? Hoa mắt em hả? Buổi sáng, bé Lan đứng nhìn về phía mặt trời mọc, hỏi bên tay phải của bé Lan là hướng gì? Mặt trời mọc ở hướng đông thì bên tay phải là hướng tây. Không lẽ hướng bắc? Đông à? Không lẽ hướng nam ta? Hướng bắc à? Hướng đông? Ở hướng nam. Trời ơi. Vậy là hướng nam. Trời. Vậy là tay phải là hướng nam rồi. Chính xác. Ăn gian quá. Bộ sưu tập thu đông thường được diễn ra vào mùa nào tại tuần lễ thời trang quốc tế? Bộ sưu tập thu đông thì diễn ra vào mùa nào? Trong tuần lễ thời trang quốc tế. Trong tuần lễ thời trang quốc tế. Không lẽ là xuân hạ sao ta? Mà mùa xuân và mùa hạ lại đi mặc đồ mùa thu và mùa đông. Thật là vô lý quá. Không biết có phải là mùa xuân hạ không? Nào, tất cả im lặng. Chị định làm cái chiêu này đến bao giờ nữa đây? Một lần thôi là qua được mắt em thôi. Được có 2 câu rồi lại xuống thôi, để dưới luôn đi. Nhanh như chớp nhí mùa 4/2022 trên kênh HTV2 VTranel lúc 20 giờ chủ nhật hàng tuần.